ơi. Nhứt đây. Rồi, đẹp. Đi đây đâu đi con, đi thẳng đây, đi. Đi ngang, Đây em vui đi, nhanh lên cho mình rồi chứ làm. Thôi như là thằng cậu lên là vui, anh quay đằng sau đừng cho anh một cơn sáu nha. Hiện tại như lên là lâm lề là vui, đừng sáu đây. Vui vô đây. Kính thưa anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 18 tháng 11 năm Canh Tý, đội U13 Sông Lam Nghệ An vô địch giải bóng đá thiếu niên toàn quốc năm 2020 đến Quảng trường Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Bác Hồ. Dự lễ dâng hoa hôm nay xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, trưởng ban đào tạo trẻ, trưởng đoàn U13 Sông Lam Nghệ An. Đồng chí Phan Tiến Hoài, huấn luyện viên trưởng đội U13 Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ đội trưởng Vương Quốc Dũng, cầu thủ xuất sắc nhất giải Trần Quốc Hòa, cùng các đồng chí trong ban huấn luyện và tập thể đội bóng U13 Sông Lam Nghệ An. Kính thưa các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khai sinh ra ngành thể dục thể thao cách mạng Việt Nam, mà người còn là khởi xướng phong trào thể dục quần chúng nước nhà. Người là tấm gương sáng về tinh thần tự giác rèn luyện sức khỏe một cách tích cực và sáng tạo để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người căn dặn, mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần. Mỗi một người dân khỏe mạnh, tức là góp phần làm cho cả nước mạnh khỏe. Nên phát triển phong trào thể dục thể thao cho rộng khắp, dân cường thì nước thịnh. Kính thưa anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc ghi lời dạy của Bác kính yêu, trong những năm qua, câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Trong 3 năm liên tiếp 2018, 2019, 2020, đội tuyển U13 Sông Lam Nghệ An liên tục giành được danh hiệu vô địch toàn quốc, nâng tổng số lần vô địch lên 8 lần, giữ vững kỷ lục là đội tuyển có số lần vô địch nhiều nhất trên toàn quốc. Nhân dịp này, chúng con về bên người, kính dâng lên người lãng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Trong giữa buổi thiêng liêng này, mỗi chúng con lại càng thêm nhớ Bác, biết ơn và kính trọng, hạnh phúc và tự hào về Bác vô cùng. Chúng con thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, những thành tích mà đội U13 Sông Lam Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Kính mong anh Linh Bác phù hộ độ trì cho quốc tái dân an, nhân dân ta ấm no hạnh phúc, phù hộ cho tập thể, ban huấn luyện và các cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và người đã chọn. Với tình cảm thiêng liêng đó, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, trưởng ban đào tạo trẻ,
trưởng đoàn U13 Sông Lam Nghệ An, đồng chí Phan Tiến Hoài, huấn luyện viên trưởng U13 Sông Lam Nghệ An, cầu thủ đội trưởng Vương Quốc Dũng, cầu thủ xuất sắc nhất giải Trần Quốc Hòa, thay mặt đoàn kính dâng lãng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin trân trọng kính mời. Trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Phút. Lễ thành, buổi lễ dâng hoa đến đây là kết thúc. Kính chúc các đồng chí trong ban huấn luyện, các vận động viên cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí và các vận động viên quay lại bậc tam cấp tạp chúng chụp hình lưu niệm. Rồi. Bác chân cầm cờ lên đi. Bác chân cầm cờ cao lên thì đi. Rồi. Còn cái mè bên này bị chảy mặt đây. Cái mè. Đó. Cờ sao vàng. Mày luôn quá. Đâu thùng anh bờ đâu thua ơi, nâng cờ cao lên rồi. Lùi lại đâu đi. Rồi đẹp quá nha. Cao quá, cao quá. Cao quá anh đâu thùng bầu ơi. Cao quá. Được chưa cả nha ơi. Rồi.